Ơi, nay dỡ cái nhà gỗ lim lần gỗ chai. Các bác đang đẩy ngói xuống. Đấy. Lim lẫn chai. Chụp cây cột lim. Chụp cây cột lim luôn. Đây. Đấy, cột lim đấy. Cột lim. Kẻ truyền. Hay có lùi được vào đây không? Lùi vào luôn, lùi luôn để bốc luôn lên. À cái này không phải đúng không? Cái này cũng là của nó đấy, chả phải không phải đâu. Ngày trước nó làm một cái gian buồng bên kia đấy. Không, ngày trước cái này nó là cái xà của cái gian buồng bên này chứ, đúng không? Đấy, mấy cái xà dài này là của gian buồng bên kia chị ơi. Vâng. Vâng. Thế đấy, mấy cái xà này ông cho cháu nốt nhá. Vâng. Vâng, đúng rồi đấy, mấy cái xà là của nó mà. Dạ vâng. Dỡ về để tu sửa lại còn rất đẹp nữa. Đấy, hai cái chồng chóp này còn rất là đẹp luôn. Đấy, 10 cây cột lim, còn lại là cột gỗ chai. Vớt lại một cây, vài cây nhỏ có làm gì đâu, cho nốt về nhà sửa sang vào. Nhìn này thôi nhưng cột lim còn rất là tốt mọi người nhá. Đấy, cột gỗ lim còn rất tốt. Rẻ, mua rẻ. Mua rẻ, bán rẻ. Đẹp luôn nhá. Nhà ông có cái bộ phản này gỗ gì mà to thế? Cái bộ phản này gỗ gì mà to thế? Gỗ rừng bán chân hay? Gỗ rừng á? Gỗ rừng ấy. Gỗ gì đây? Gỗ đăng. À. Nhưng mà nó mỏng quá nhỉ, một tấm nó bị dập rồi à? Bộ này bao nhiêu tiền không? Đấy. Dạ. 1 triệu bạc này. 1 triệu à? Ừ. Thế tí ông để cho cháu. Thế tí ông để cho cháu lại về lấy cái gỗ sửa vào đây cũng được nhỉ. Yeah. Cái nào? Cái gỗ tôi sửa rồi, tôi không, nó có mấy cái xà này thôi này. Dạ vâng, mấy cái xà dài này. À dạ vâng. Đấy thế ông. Đấy ông cho cháu lấy nốt mấy cái xà dài này này. Đây cổ. Rồi, đúng rồi.
Đấy, nó toàn gỗ tốt cả đấy chứ, toàn gỗ chai. Đây là cánh cửa đây của nó đây đúng không? Cánh cửa của nó tốt đây này. Ui, cánh cửa, những cái tấm cánh cửa này gỗ tốt nhỉ. Gỗ chai, đây là tấm này gỗ chai này. Đấy, đây này. Ui ôi, dày nhỉ. Đẹp đấy, cái tấm cánh cửa này nhìn này đẹp thật đấy. Không, có tấm nào không hỏng thì chắc lắm. Như tấm này là chắc nịch luôn này. Vâng. Ông không đóng cái cửa mà nó bụi nó bay trong nhà. Đấy, chắc nghịch luôn.